Ông Pavik Kesavarong, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Biến đổi Khí hậu và Môi trường thuộc Chính phủ Thái Lan cho biết, nước này có thể phải xem xét việc di rời thủ đô Bangkok do nước biển dâng. Theo ông Pavik, nhiều dự báo cho thấy thủ đô Bangkok nằm ở vùng trũng, có nguy cơ bị nước biển nhấn chìm trước cuối thế kỷ này. Hầu hết các khu vực ở thành phố nhộn nhịp này cũng phải đối phó với lũ lụt trong mùa mưa bão. Ông Pavik cảnh báo, thủ đô Bangkok khó có thể thích ứng với xu hướng nóng lên hiện nay của thế giới. Ông cho rằng nhiệt độ thế giới đã tăng vượt mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, và nếu cứ như hiện nay, thủ đô Bangkok có thể sẽ bị nước biển nhấn chìm. Ông Pavik cho biết, chính quyền thành phố Bangkok đang nghiên cứu các biện pháp, trong đó có xây dựng đê điều như đã từng được áp dụng ở Hà Lan. Bên cạnh đó, chính quyền cũng đang tính đến phương án di rời toàn bộ thủ đô, song đây là vấn đề hết sức phức tạp và các cuộc thảo luận vẫn mang tính giả thuyết. Dù việc di rời thủ đô còn khá lâu mới được thông qua, song đây không phải là điều chưa từng xảy ra ở khu vực Đông Nam Á. Indonesia dự kiến sẽ khánh thành thủ đô mới Nusantara vào năm 2024, thay thế Jakarta đang bị ô nhiễm và nước biển đe dọa. Động thái này đã gây ra tranh cãi với chi phí tốn kém, ước tính lên tới khoảng 32 đến 35 tỷ đô la Mỹ.